Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng kênh 2. Chiều tối thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin đọc VOV trước rồi tôi sẽ có góc nhìn của tôi. VOV số ra ngày thứ tư 20 tháng 3 năm 2024. Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức chủ tịch nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026. Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026. Đây là VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cũng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước. Tôi đọc nguyên văn như vậy. Góc nhìn của tôi thì chúng ta thấy trong bài này có nói rất rõ là ông Thưởng đã có những vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Không nói rõ chi tiết nhưng mà có những quy định như là phát ngôn. Người đứng đầu nhà nước, một trong những người lãnh đạo cao cấp của đảng thì phát ngôn phải cẩn trọng. Không phải phát ngôn nào của những người bình thường cũng có thể được phát ngôn từ miệng của chủ tịch nước, từ Ủy viên Bộ Chính trị. Vì như thế đã có thể gây những sự ngộ nhận và cọ sát với những cơ quan khác, những chức năng khác. Nên khi mà báo VOV nói là có những tiêu cực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thì trong những ngày qua có những người nói những phát ngôn của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có lẽ là không có xứng hợp với tư cách đứng đầu nhà nước, cũng không xứng hợp với một nhân vật cao cấp trong Đảng Cộng sản là một Ủy viên Bộ Chính trị thì phải thận trọng hơn nhiều. Rồi bài báo cũng nói là có những vi phạm về nêu gương của cán bộ, thì tôi cũng nghĩ điều đó là nêu gương về cán bộ trong cách ứng xử là quan trọng nhất. Nên chính vì như vậy ông mới xin từ chức. Vì sao? Vì để tránh những cái xung khắc với các cơ quan chức năng khác. Còn những dư luận lùm xùm về vấn đề mà tiêu cực về nhận cái này, nhận cái nọ thì chúng ta chưa thấy một cách rõ nét.
chỉ biết rằng là khi ông làm bí thư của tỉnh Quảng Ngãi thì bây giờ đó những người kế nhiệm ông đã có những việc không đúng và cũng đã bị pháp luật xử lý, thì ông có bao giờ chịu trách nhiệm chuyện đó hay không thì chúng ta cũng không thấy báo VOV nói rõ. Góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng quan trọng nhất không phải là những vụ lùm xùm đó, mà là quan trọng về chính trong báo VOV đã nói là nhân cách của người lãnh đạo đứng đầu nhà nước và là một cán bộ cao cấp của đảng thì những phát ngôn nhiều khi gây những sự ngộ nhận với những cơ quan chức năng khác. Nơi đây tôi xin mở YouTube một vài đoạn văn mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu mà nhiều người cho rằng nó dễ gây ngộ nhận với các cơ quan chức năng khác. Tôi xin vì vấn đề mà tác quyền tôi không có thể gửi nguyên văn được, nhưng tôi để quý khán thính giả cùng nghe. Có những vấn đề giao quyền cho chính phủ, thủ tướng chính phủ, nhưng mà trong thực tế đó là chính phủ và thủ tướng chính phủ cũng chưa bác được cái gì, bởi vì mọi quy trình đó là lên tới đó là không bác được. Nhưng mà nếu mà từ xưa giờ người ta hỏi mà không bác được cái gì thì mình có cần phải giữ là quyền của mình nữa không? Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và nhiều người cho rằng phát biểu này dẫm chân lên nhiệm vụ của Thủ tướng. Nên đây là một trong những điều tối kỵ, người lãnh đạo nhà nước tối cao như thế lại dẫm chân lên trên những cơ quan khác, như là bên Chủ tịch nước dẫm chân lên trên bên phía của Thủ tướng như thế. Và tôi cũng xin trích dẫn những đoạn khác như sau. Hạn chế khó khăn của chúng ta còn rất nhiều và rất lớn. Chúng ta có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, nhưng khả năng giải quyết của các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được. Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ, nhưng mà khả năng tháo gỡ thì cũng rất hạn chế. Tôi lấy ví dụ thị trường bất động sản. Trong gần 2 năm vừa qua chúng ta có tháo gỡ được dự án nào lớn hay chưa? Điển hình như Đà Nẵng đây, vô cùng khó khăn. Rồi là thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Rồi xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. 10 năm qua các ngân hàng không đồng chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái nào cho nó ra hồn. Thậm chí là đã có chủ trương để cơ cấu lại các ngân hàng không đồng. Đến bây giờ đó thì chúng ta cũng chưa xử lý dứt điểm được cái nào. Và điều đó đó nó làm cho cái rủi ro tiềm ẩn rất là lớn, mà những hệ quả của nó chúng ta... Quý khán thính giả thấy phát biểu này của Chủ tịch nước thì nó có tính cách là phát biểu của một thủ tướng. Quý khán thính giả thấy phát biểu này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người ta cho rằng ở vai trò của thủ tướng xứng hợp hơn. Nên phát biểu như vậy làm cho nhiều người ngộ nhận là có những sự lấn cấn giữa các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam. Nên nhân cơ hội này tôi xin đọc một messenger của một người Anh gửi cho tôi về những nhận định như thế này. Kiểu phát ngôn kiểu này có đúng cũng không được nói ra trước công chúng, mà chỉ nói trong các cuộc họp nội bộ lãnh đạo thôi. Vì chính phủ có như thế cũng không nên nói toạc ra trước công chúng, công luận. Đây là điểm tối kỵ, vì sẽ là cái mà các thế lực thù địch sẽ lấy đó làm cơ sở tấn công chế độ và nhà nước, chính phủ, chính quyền. Khi bước chân vào vị trí lãnh đạo đại diện cho cả một nước là cần phải thận trọng trong các phát ngôn, nhất là phát ngôn trước công chúng, công luận. Dù thực tế đang tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực ở các cấp, các ngành và tràn lan cả nước, thì có biết cũng biết cầm chừng. Khi phát ngôn cái nào, việc gì cần nói, còn không thì không nên nói toạc ra trước thiên hạ.
Người lãnh đạo cao nhất biết tiêu cực thì đầu tư suy nghĩ tìm cách góp ý với Bộ Chính trị để tìm giải pháp, để có cơ chế quản lý cho tốt mà ngăn chặn sự tiêu cực. Còn thấy tiêu cực rồi nói ra thì trước hết là hại nhiều chứ không có lợi gì cả. Hơn nữa, lãnh đạo chỉ có nói và nói, chỉ để phê bình phê phán thì ai không nói được. Cái cần thiết nhất của lãnh đạo cấp cao mà Bộ Chính trị và đồng bào mong muốn là tìm kiếm được giải pháp tốt, hữu ích để ngăn chặn và khắc phục, sau đó dần dần cải tiến, cải cách cơ chế của bộ máy. Tôi nghĩ e rằng thời gian vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói nhiều về tiêu cực trong các diễn đàn, mà nói chỉ để nói chứ chưa đóng góp được cho Bộ Chính trị một giải pháp khắc phục nào. Nên có lẽ vì như vậy nên mới phải bị stop, không? Đưa qua vị trí khác một thời gian xem cách thức hoạt động làm việc thế nào, rồi sẽ tùy theo mà có cách bố trí cho thích hợp vào vị trí. Đó là góp ý của một người anh rất là chân tình khi mà xem những clip mà tôi vừa mới trích một phần đó. Và những dư luận khi mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng theo như báo VOV nộp đơn xin từ chức thì đã nói về vấn đề Ban Chấp hành Trung ương đã chấp nhận đơn xin từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhưng có những người nghĩ rằng dính líu đến những vụ có tính cách lùm xùm tài chánh, nhưng tôi nghĩ rằng dính líu quan trọng nhất là vấn đề dẫm chân lên các ban, các ngành khác về vấn đề tiêu cực mà chưa có đề ra được giải pháp với Bộ Chính trị. Thì đây là một điều tối kỵ của những người lãnh đạo cấp cao ở trong nước. Nhưng dưới góc cạnh nào đi nữa, góc cạnh nhúng tay vào chàm thì bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị là kỷ luật, hay là những phát ngôn không có xứng hợp với tư cách của người đứng đầu của một nhà nước, thì điều này cũng là một điều rất là đáng tiếc cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Một ngôi sao đang đi lên nhanh chóng mờ đi, nhanh chóng mờ đi. Đó là một điểm, điểm thứ hai nữa đó. Điều này cho thấy nếu là nhúng chàm thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm làm sạch, không có biên giới, không có hạ cánh an toàn, ở chức vụ nào thì cũng có thể bị xử, bị kỷ luật. Như chúng ta thấy, vị tiền nhiệm là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bây giờ là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều này cho thấy là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm như thế thì Tổ chức Minh bạch Thế giới cho rằng mức minh bạch của Việt Nam được nâng cấp. Và vì như vậy cho nên về vấn đề chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam, năm vừa rồi tổ chức đánh giá về vấn đề chỉ số hạnh phúc thì Việt Nam được nâng lên tới 14 cấp lận cơ mà. Nâng lên tới 14 cấp là vì những vấn đề tiêu cực dần dần được làm sạch. Nên một khía cạnh nào đó, nếu nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tay nhúng chàm thì điều này cho thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ và quyết tâm kỷ luật để làm sạch guồng máy thì càng tốt. Dẫu sao đi nữa thì như tôi nói hồi nãy phần đầu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngôi sao đang đi lên nhưng bỗng lu mờ một cách nhanh chóng thì thật là đáng tiếc cho một người tính tuổi đời như vậy, mới là trung niên thôi, còn nhiều tương lai lắm, mà bây giờ thì phải ngưng đột ngột. Tôi cảm thấy tiếc cho ông, xót xa cho ông. Nhưng tôi lại tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, của nhà nước và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề làm sạch guồng máy. Ở góc cạnh nào thì cũng làm sạch guồng máy để cho đất nước được đi lên. Việc mà sắp xếp nhân sự cao nhất của nhà nước cũng như trong Bộ Chính trị là một điều cần thiết khi mà thấy tới những giai đoạn rất là căng đối diện với những tình hình kinh tế ở nước ngoài
với nhiều cường quốc như là Mỹ và Trung Quốc, hoặc là với những nước đang dòm ngó về Việt Nam, thì chúng ta cần có những đầu óc tỉnh táo, và con tim thì phải nồng cháy, nhưng đầu óc thì tỉnh táo và lạnh, không để cho bất kỳ một ai có thể thấy được những sơ hở, để mà thọc cậy vào, mua chuộc hay gì đó cũng không có được. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.